Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa Đe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với một số các dự án Tenet ở trên mạng Sui. Như anh em đã biết thì hiện nay thì mạng Sui đã chính thức chạy Tenet với ví Sui Wallet. Thì anh em nào chưa biết cách tạo ví thì chúng ta có thể là tạo ví theo video hướng dẫn của mình đã chia sẻ trước đây. Có thể mình sẽ dẫn ở phần mô tả trong phần link Telegram. Các bạn cứ đi theo link Telegram sẽ có đầy đủ các link nhé. Thì ở đây các bạn thấy là mình đã cờ lên một lượng Sui Tenet. Thì mình xin lưu ý là chúng ta sẽ cần phải vào ví Sui này. Và ở cái phía dưới này nó có một cái nút là Request Sui Tenet. Các bạn ấn vào và các bạn chờ đợi cho mình từ 5 đến 10 phút. Thì cái Sui nó sẽ trả chúng ta chỉ có một lượng rất là nhỏ như thế này thôi. Chính xác là sau tập phân 4 số 0. Đấy là 0.00006 Sui. Đấy không có nhiều đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cờ lên hai cái token NFT. Thứ nhất đó là NFT của ở trên Apple này. Ở đây chúng ta sẽ min ở đây này. Chúng ta ấn vào Apple ở trên ví Sui và nút min NFT. Đấy, đây là cái NFT thứ nhất. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có cái NFT XTM NFT, được chưa? Rồi chúng ta sẽ claim cái NFT thứ hai này, NFT Test Wizard Nen. Chúng ta ấn vào Collect này. Chúng ta sẽ chọn cho mình là ví Sui Wallet nhé. Ấn Collect này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ ấn vào nút min này, chọn approve, rồi ok. Đấy, wizard này đấy, nó claim thành công rồi đó. Đây là hai NFT mà các bạn có thể claim lúc này. Còn có thể có những cái NFT khác thì admin sẽ sớm thông tin anh em sau. Trước tiên là đây là video đánh dấu mình chia sẻ với anh em đầu về cái những cái kèo Tenet đầu tiên chúng ta làm trên mạng Sui Wallet. Dĩ nhiên này ở trên Sui Wallet thì còn rất là nhiều các dự án Tenet mà chúng ta sẽ làm tương lai nữa. Tuy nhiên ta sẽ đón được cái dự án nào thì hai dự án đó. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video thông tin anh em về hai cái dự án Tenet cờ lên NFT ở trên mạng Sui này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.